cô học trò nhỏ Phạm Thị Thanh Nhàn này luôn là học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập, được bạn bè, thầy cô yêu quý. Thế nhưng, Nhàn lại là một cô bé bất hạnh khi bị mẹ bỏ rơi vừa lúc tròn 10 tháng tuổi, rồi bố em chán nản cũng bỏ nhà mà đi. Từ đó đến nay, căn phòng trọ chỉ hơn 10 mét vuông này là nơi nương náu của hai bà cháu. Một mình bà Lương Lệ Dung năm nay đã sắp xỉ 70 tuổi với đôi chân bị viêm khớp gối nặng, vừa đi bán vé số, vừa chăm sóc đứa cháu non nớt tội nghiệp. Biết được hoàn cảnh của bà Dung, Hội Chữ Thập Đỏ thành phố Đà Lạt gần một năm qua vẫn luôn thường xuyên hỗ trợ mọi mặt để cháu Nhàn có thể đến trường và giảm bớt phần nào khó khăn cho hai bà cháu. Hội Chữ Thập Đỏ giúp cho mỗi tháng 500 nhà, thì cuộc sống của tôi cũng được bớt đi một phần nào đó. Những nhà mà hảo tâm người ta giúp cho gạo ăn cũng được tháng một đôi chục ký, chứ không phải lo gạo. Thế còn tiền thì Tết, quà Tết nhà trường rồi mạnh thường quân, rồi Hội Chữ Thập Đỏ và cũng đến để hỗ trợ bà cháu thêm chút ít để phòng những đứa này tôi ốm đau không đi làm được. Còn đây là cô Bùi Thị Mai, giáo viên trường tiểu học Phước Thành, phường 7, thành phố Đà Lạt. Cuối năm 2014, cô Mai bị chẩn đoán là suy thận. Thế rồi do hoàn cảnh gia đình không có khả năng chạy chữa, căn bệnh đã di căn lên đến tim và phổi của cô. Ngay khi cô Mai rơi vào tình trạng nguy kịch nhất, Hội Chữ Thập Đỏ thành phố Đà Lạt đã kịp thời huy động được gần 70 triệu đồng cho cô Mai chữa bệnh. Và đến nay, sức khỏe cô Mai đã dần ổn định để có thể tiếp tục công việc là người đưa đò qua dòng sông tri thức. Hoàn cảnh của gia đình thì rất là khó khăn. Thì nói chung là vừa thì giáo viên, con chồng thì làm thợ hồ và còn nuôi hai đứa con nhỏ. Ở nhà thì chồng thì ngày làm ngày không thì cũng khổ lắm. Còn cũng may nhờ cái tiền đó thì giờ cũng đỡ bớt đi gánh nặng trong gia đình. Thì cũng rất là cảm ơn bên Chữ Thập Đỏ và ban giám hiệu các trường, rồi là giáo viên, các em học sinh và các cái nhà tài trợ đã giúp đỡ. Đến ngày hôm nay thì cũng đã đỡ và đi làm được. Rất là cảm ơn những tấm lòng vàng. Nhận thức sâu sắc về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc vận động, mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo, tiếp tục được xác định là cuộc vận động lớn mang tính thương hiệu của Hội Chữ Thập Đỏ. Trong thời gian tới, Hội Chữ Thập Đỏ thành phố Đà Lạt tiếp tục cố gắng phối hợp, làm tốt công tác tuyên truyền, xây dựng kế hoạch thực hiện bài bản hơn, thu hút được nhiều nguồn lực từ các tổ chức cá nhân đến với cuộc vận động. Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả cuộc vận động, mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo trên địa bàn. Chúng tôi đã nhiều cách cùng kêu gọi mọi tấm lòng, mọi cá nhân, rồi nhà trường, rồi cả hệ thống để mình cùng chung mình giúp. Thì hiện nay đã có những cái cá nhân tổ chức nhận đỡ đầu, thì kết quả cuối cùng là họ vươn lên và hòa nhập lại với cộng đồng. Đó là cái điều mong muốn, cái đích cuối cùng và khi mà Chữ Thập Đỏ thực hiện cuộc vận động. Với những thành quả đã ghi nhận từ cuộc vận động, mỗi tổ chức cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo, Hội Chữ Thập Đỏ thành phố Đà Lạt không chỉ góp phần thay đổi nhận thức, thu hút sự quan tâm của các tổ chức, đoàn thể cá nhân đối với công tác từ thiện, nhân đạo, mà còn góp phần thiết thực hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Tọa lạc ngay trung tâm thành phố Đà Lạt, khu trải nghiệm các giống sen đất và xương rồng tại khu phố Hồ Xuân Hương được rất nhiều bạn trẻ yêu thích. Tại đây có rất nhiều giống xương rồng và sen với đủ màu sắc, kích cỡ, được tạo hình bắt mắt, thu hút ánh nhìn.